Chào tất cả các anh em nhá. Thì cho em đăng nhiều lên video, có nhiều anh em hỏi em là có máy Isuzu 93 không. Thì thực sự là có nhiều anh em hỏi là chụp ảnh với lại gửi máy cho khách, nhưng em không có thời gian. Thì hôm nay em mới có thời gian để dỡ bạt ra và quay video cái lô máy Isuzu 93 này, máy turbo, máy không turbo nhá. Ở đây là chỉ có máy Isuzu turbo à, dây cu loa bản này, cái loại mà cổ hút to này, dây cu loa rãnh zin đây nha anh em nhá. Ở ngoài miền Bắc thì gọi là dây cu loa bản rãnh zin đây này, dây cu loa bản này. Thì hôm nay em sẽ làm cái video này để đăng lên để cho mọi người thấy là em rất nhiều máy Isuzu đủ loại nhá anh em. Anh em cần thì chỉ cần anh em bảo là muốn mua loại này này, thì em rất nhiều, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em nhé. Đủ loại máy không turbo này, đây là máy mặt nhôm không turbo. Còn ở cái máy mà mặt nhựa lắp mũ nhựa ấy, thì ở trong kho của em có mấy chục con đấy, chắc là mọi người để ý trong cái kho hàng của em để trong kho hàng toàn là máy mặt nhựa hết nhá. Anh em nào có nhu cầu mặt nhựa, mặt nhôm, máy turbo. Còn ở cái cơ sở 2 của em ấy, đây là cái cơ sở 3 nhé anh em nhé. Còn cái cơ sở 2 của em ấy thì em để độ khoảng 50 con máy Isuzu Healthy ở trong các anh em trong miền Nam gọi là Healthy, còn ở ngoài miền Bắc bọn em gọi là bơm lớn, Isuzu bơm lớn nhá. Đây như cái những con máy Isuzu, máy này là máy không turbo nhá anh em nhá. Máy không turbo này, máy thường này. Máy là mặt nhôm nhá. Cái mặt này bằng nhôm này. Và cái này là cổ hút nhôm này. Còn một loại cổ hút lắp nhựa này. Còn cái loại turbo thì nó có mấy loại turbo. Một loại turbo turbo lắp nắp ngang này này. Loại turbo lắp ngang này. Và một loại loại turbo lắp ngang thì dây cu loa thường này. Còn một loại dây cu loa. Đây, nó có loại dây cu loa này này. Dây cu loa rãnh zin này nhá anh em nhá. Rãnh zin này. Đủ loại đây, chắc ở đây nó khoảng mấy chục con, 50 con đấy. 50 con, tất cả mấy ở bãi ba của em nó khoảng rơi vào khoảng tầm 50 con Healthy bơm lớn nữa. Với ở trong kho nó khoảng trong kho con lắp mũ nhựa nó khoảng rơi vào khoảng 30-40 con nữa. Thì hôm nay em sẽ làm cái video này em đăng lên để cho anh em biết là cái hàng mặt hàng này ở bên cơ sở em có rất nhiều. Thực thường là những cái dòng máy nhỏ mà của xe các loại máy mà hay bán đồ buôn ấy, em đủ hết cả nhá. Máy L95 này. Máy phao mà phao máy gặt này. Cáu này này tính. 222 con này này. Đủ các loại này. Máy không turbo, thực ra là những cái dòng cái máy này em về em không có thời gian để rửa đâu. Vì nhiều việc quá. Những cái dòng máy này mà em phụt qua đi rửa đi rất là đẹp nha anh em nhá. Máy rất là đẹp luôn. Nhưng vì thật sự là quá bận rộn, quá nhiều việc, hàng họ về liên tục, mình không có thời gian để làm máy móc. Khách hàng người ta hỏi cũng nhiều nhưng không có thời gian để làm anh em ạ. Thì ví dụ như khách nào mua thì khách nào cần mua thì cứ alo cho em bảo cần máy này, em sẽ tìm một con máy thật đẹp và em sẽ test máy hay lổ máy cho khách. Khách bảo là nhiều khi cứ bảo là đi chụp ảnh này hoặc là quay video, thực sự em không có thời gian, mình bận nhiều công việc quá. Thì đây hôm nay em làm cái video này lên để cũng là để cho anh em xem là biết là cơ sở em còn cái mặt hàng Isuzu này em còn rất nhiều nhá, rất là nhiều luôn đấy. Còn anh em nào muốn mua số lượng lớn thì cứ alo cho em nhá, đổ loại luôn Isuzu rồi. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo nhá. Cảm ơn chân thành mọi người trong cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em rất nhiều ấy. Cảm ơn mọi người.